đi ra cho em đi nào, cẩn thận nào. Thấy đâu nó lỏng quá. Không sao đâu, cứ cầm lấy đi con. Con để ở đâu vậy? Con để ở dưới đấy đi. Đó. Rồi, bỏ tay ra. Bi bờm. Dạ. Chào mọi người đi. Chào. Thì chuẩn bị giao thừa rồi, con chúc mọi người thế nào? Chúc mọi người mạnh mạnh khỏe, khang thịnh vượng. Chúc năm mới vui vẻ. Gì nữa? Thì con có muốn có lì xì không? Có. Thật á? Thật. Tại sao con lại thích có lì xì? Tại có tiền. Có tiền thì làm gì? Để con đi mua đồ cho chú. Mua đồ cho chú á? Wow, ra đây ôm cái nào. Trời ơi, cháu gái chú thật là ngoan. Con kia kìa, kia kìa, dưới chân con kìa, có cái gì kìa. Cái đấy đi trên bàn thờ mà sao con có quét sàn. Thuộc rồi, sạch rồi, sạch rồi. Thiên Hương muốn năm nay có bao nhiêu tiền mừng tuổi? Tỷ. Hả? Một tỷ. Thiên Hương mang cái kia cho bà hai cái chén đây mà. Sao con lại muốn có một tỷ? Có một tỷ thì con sẽ làm gì? Con có cho chú không? Để con cho chú bao nhiêu tiền? Cẩn thận nhá. Con cho chú bao nhiêu tiền trong một tỷ? Con nói đi. Nào, đi cầm này ra đấy con. Con mua quần áo cho ai? Cẩn thận nhá, ông rơi nhá. Con để ra kia. Nhưng mà con phải mua đồ hiệu cho chú cơ. Mua nhiều nhá. Thế ngày mai chú không mừng tuổi Thiên Hương nhá. Tại sao? Này, thế bây giờ có tiền mừng tuổi có cho chú không? Cho chú làm gì? À, mua đồ. Mua đồ à? Rượu. Cho rượu vào đây. Ừ, người ta cho này, cấm không được để là người ta cho gì ạ? Nhưng sao lại phải còn cái này? Đúng rồi, cái này để tí nữa cúng trời. Người ta cho rượu vào. Nào nào, không đánh nhau, không đánh nhau. Không mừng tuổi đâu. Không mừng tuổi các con. Không mừng tuổi các con. Không mừng tuổi các chú đâu. Nào, hỏng bây giờ, hỏng bây giờ. Đúng quần anh cho mùng chín.